cha ăn gì em biết, con đi chợ mua nấu cho ăn. Cái gì cũng được nha. Mà không thấy rồi thì mua ếch đi, mua ếch về với mua rau, ếch gì sạch sẽ, ếch rau chấm ăn. Ở nhà coi cha nha, chị đi chợ xíu rồi về làm đồ ăn. Rau là phụ chị lặt rau rồi. Dạ. Chị lặt rau hay làm ớt? Chị cũng lặt rau hay làm ớt. Để ớt cho. Không, mà chị lặt ớt đi lặt rau cho. Đi vô lấy hết cái đã. Dạ, mà lặt rồi á. Mà con biết làm đồ ăn không Nam? Dạ biết. Làm được không? Dạ được. Làm được thì để chị làm rồi con lặt rau. Dạ. Rau dễ mà. Cơm này con hấp lại hả Nam? Hay là con nấu tiếp? Dạ con nấu tiếp. Thường ba cha con ăn mấy lon? Dạ một lon. Một lon à? Dạ. Cơm này qua còn nè ha. Dạ. Dạ. Con bị nấu cơm là chị hai bàn giao hẳn cho con luôn á hả? Dạ. Con nấu cơm có khi nào mà bị nhão hay bị sấm không nè? Dạ không. Cũng dạ. Cái vài bữa con để nước hơi nhiều nó cũng hơi nhão nhão chứ. Nhão hoài ăn được không? Dạ được. Con ếch này con đi mua ở chợ nào vậy? Con dạ, mua ở chợ An Tây. An Tây là chợ ngay Bến Hòa đó hả? Sáng đi chợ hết gì chợ? Dạ hết 6-7 ngàn. 6-7 ngàn? Là mình ăn tới chiều luôn hả cháu con? Dạ. Đây là mua món ếch. Rồi xả đâu? Xả đây nè. Đây có xả, xả lát con bằm hay gì? Dạ. Hồi bữa thầy dắt con mua này con thường quên xả hoài, cha nhắc hoài lên. Quên hả? À, mua ếch còn quên mua xả hả? À. Cái đó mình ta bằng sẵn hết trơn rồi phải không? Dạ chưa, tao chưa mua bụng. Tao chưa mua bụng. Chín thịt tử. Thấy ông Nam vẫn làm công việc này dễ quá ta. Lọc rau không người cắt không chứ đâu có làm gì đâu. Có ngâm muối không con? Dạ không. Chỉ rửa vậy là vô nấu canh thôi. Dạ. Con không biết nữa, cha nấu canh hay ăn sống gì. Vậy hả? Dạ. Hồi đó giờ mấy cái món này là tự hai con làm hay là có ai chỉ không? Dạ cha chỉ rồi mới biết làm. Rồi mấy bữa mà hai con đi học rồi mình sắp xếp mình làm công việc này sao nào? Dạ. Ví dụ như đi học á, ví dụ con học buổi sáng rồi mấy công việc này là ai làm? Dạ chị Hai làm. Chị Hai đảm nhiệm hết luôn hả? Dạ. Rồi chiều chị Hai đi học thì con làm. Kiếm đi kéo anh chị nè. Kéo hả con? Có kéo bự này được không? Kéo chi bự dữ hả? Không thấy kiếm của mình. Có cái này xài đỡ đi. Kéo này giống kéo mài đồ quá. Nhấp dây chì còn đứt luôn á. Kéo này kéo mài đồ quá. Nhấp con ếch không đứt. Ủa nấu canh cải mua tay tượng nữa mình ăn làm sao vậy? Dạ để chấm. Để chấm mấy ếch à, chấm ếch hả? Mình chấm sống á ha. Dạ. Trai mới học lớp 6, lớp 7 rồi làm đồ ăn hai chị em rồi. Cái rau đó mình không lặt, mình để dành lại bữa sau ăn hay gì nè. Dạ. Rồi con bỏ tủ lạnh hay gì? Dạ. Mấy cái rau này nãy con lặt còn lặt sợ cho ăn không hết, lặt bỏ tủ đây nữa ăn. Ui dạ. Tủ lạnh này của người ta cho mình hả con? Dạ. Của chị Nhung cho con dắt về đây á. Để rau gì lộn xộn cho ngon, rau nấu canh, rau ăn sống để như vậy. Sao lấy ra nấu canh được? Không có gỗ. Kiếm khác đựng. Cái nào? Không biết đi kiếm. Cô Nam bỏ rồi, hồi bắt cô Nam lựa ra. Chịu không? Lạc lựa nha. Dạ.
Lát là cô tắm là lựa rau nào qua rau nấy nha. Có một cái bộ rau mà đựng hai cái thứ trong luôn. Cô tắm thì lựa đậu, còn cô tắm này lựa rau. Cô tắm này hơi đặc biệt. Ở một dưới cổng học rồi kìa, Hoàng Nam chưa tâm đi. Con thấy là chú Tâm thấy là con làm cái khâu này dễ hơn chị con á. Dễ mà nó lâu. Dễ mà lâu hả? Đó, thấy chị hay xong rồi đó. Chưa xong. Còn làm gì nữa con? Ừ, chặt ra nhỏ nữa, dễ nấu. Chứ mà dắt là chị hai mua hành là mua một đống luôn á, con lạc cai con mắc luôn á. Chưa xong để dành đó ăn. Mua ít hết mắc đi mua nữa nè. Ui, chị hai chặt cục bự quá. Cục bự ăn rượt rồi ăn hả? Chặt cục nhỏ thôi. Tí tẹo vậy thôi. Câu lương hả? Ừ. Dạ, hồi nãy cãi con cắt bỏ cái rễ rồi để chị hai nấu canh, còn cái tai tượng chấm sống ăn nha cha. Ừ. Cãi nấu canh đi, tai tượng để đó đặng mình chấm. Cha nói cái cải đó để chiều hay nấu canh để chấm tay tượng ăn thôi. Thì không có canh lựa ra đi đứng nó hối. Xếp đánh người ta. Đó, cha chỉ kìa, cha kêu bỏ dầu vô. Đây vua đầu bếp Quỳnh Như. Thôi, mới có một sao à, chưa thành vua đâu. Dạ, tới cô Nam rồi, kêu cô Nam bầm bằng cá hả? Chị hai nói hết tối rồi cha. Chị hai nói mày chưa hết chuyện đâu, là con không biết kêu gì vậy đó. Út. Đỡ không nè? Dạ được. Đấy, cũng chuyên nghiệp chứ á. Làm đổ và hốt nha. Mà hơi văn. Văn hả? Dạ. Văn rất luôn đó. Con biết nêm nếm gì không Nhân? Dạ biết. Ồ, nêm nếm là hồi xưa là cũng cha chỉ mình hả? Dạ. Nhờ cha chỉ là tùy theo số lượng nước ăn mà mình nêm. Ồ, có khi nào mình nêm lạc quá hay mặn quá không? Dạ có. Đây cái món xả ớt nha, do đầu bếp Quỳnh Như hôm nay chế biến nha. Làm cha chỉ con làm. Cha chỉ biết làm từ từ quen ha. Dạ. Cha chỉ con hồi năm mấy tuổi? Con không nhớ nữa. Từ bé tới giờ quá. Mới bỏ muối rồi hả? Giờ tới bột ngọt hay vậy? Dạ. Ôi, chứ bỏ muối vậy mặn chát rồi sao? Mặn. Ăn chưa biết mặn? Biết rồi. Nhìn muối chị để là biết rồi. Vậy thôi, hồi đứng ăn nha. Không, vẫn ăn bình thường. Tao lộn cho ăn còn chê nữa ha. Ừ. Làm cho ăn còn chê nữa. Đổ nước vô đi, có nước để chấm rau á. À, có nước để mà chấm tay tượng á ha. Dạ. Rồi khi nào mới bỏ xả vô? Dạ, ngạo nó sôi lên bỏ xả vô. Ừ. Nghe sao không sắc hành vô Nam? Em quên. Đây. Phụ bếp đứa này chết rồi. Đổi nhiệm luôn đi. Phụ bếp sẽ làm nhiệt tình rồi vô làm đợi nhất không à. Kiểu này tháng này là không có trả lương nha. Nè Nam. Tháng này là không trả lương con luôn nha. Con không biết. Nè xong nè, đổ vô đi. Đứng đó đổ luôn đi. Hối hợp nhịp nhàng quá. Vừa. Thôi, mấy cái gỗ đó rớt xuống luôn. Chín chưa? Dạ rồi. Mặn không? Nóng chứ không mặn. Cây. Nóng quá. Sao nè, mặn không? Con dứa này là nóng quá. Mặn không, mặn không? Ngọt ngay luôn mà ăn gì nữa.
bỏ thêm miếng muối vô. Nãy chơi mặn giờ kêu ngọt. Rồi bỏ thêm miếng muối nữa, hồi là mặn rồi. Bây giờ là ngọt như chè phải không? Gần ngọt hơn hơn. Rồi được rồi. Trộn lên, trộn lên. Trộn chi? Không trộn sao nó thấm ra. Nước nóng đó chứ không phải nước nguội đâu. Nè, em đi cho anh em. Đi thử cha. Được không? Ừ, thấy chua. Xếp việc rồi đó. Xếp việc là ok rồi đó. Cha tiểu nằm hay tiểu ngồi cha? Tiểu nằm đi, lấy tiểu ngồi đỡ nặng lắm. Dạ. Đồ ăn với cơm sống chân, dọn cơm cha ăn nha. Ôi, cơm sống rồi Nam ơi. Không, không có sống. Sống rồi, chú Tâm thấy sống rồi kìa. Không, chín. Được rồi. Cũng như hồi sáng giờ ở nhà cả nhà, thì mình ở nhà của hai bé Quỳnh Như và Hoàng Nam, với nhà của anh Phương đây. Thì để mình ghi hình về cái cuộc sống hàng ngày của các bé, thì hàng ngày là Quỳnh Như đây phải đi chợ là mua đồ ăn về, hai chị em thay phiên nhau phụ làm những công việc lặt rau cũng như là chế biến các món ăn á. Rồi xong rồi tới giờ trưa thì đút cho cha thì rất là tội nghiệp. Thì trước mình có ghé đây rồi, thì hôm bữa mình có chia sẻ cái video lên á, có một số cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi cho anh một cái số tiền là 12.500.000 đồng. Hôm nay mình qua đây để mình trao cho anh, để đâu đó để anh có lo cho cái cuộc sống của mình cũng như là cho hai bé đây sau này còn có đi học nữa. Thì thật sự hoàn cảnh thì rất là tội nghiệp, ba cha con thì sống nương tựa vậy đó, thì mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải trông chờ vào Quỳnh Như và Hoàng Nam, và hai bé rất là ngoan, rất là lễ phép luôn nha. Nên là chế biến cái món ếch nhìn hấp dẫn chứ nấu cơm không có nhiều cơm cũng ngủ chú Tâm rồi ăn lại ăn chung nữa, thấy tội nghiệp lắm. Thôi để mình sẽ gửi tiền lại cho anh Phương, cho hai bé ở đây, để xong rồi để anh Phương có đó để lo cho cuộc sống của mình á. Thì là hôm bữa mình em chia sẻ lên á anh Phương, thì em có nhận cái số tiền cho anh là 12.500.000. Dạ, bây giờ em sẽ đếm ha, để em sẽ trao lại cho anh ha. Một nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.500.000. Thì trong cái số tiền 12.500.000 này thì từ quý nhà hảo tâm gửi cho anh Phương như sau. Thì trong đây có chị Lily Trần 4.700.000, chị Thảo ở Úc 4.000.000, chú Quỳnh Gia Vĩ ở Mỹ mà gửi về 100 đô, Canada là 1.800.000. Rồi chị Hiếu Thảo là 1.000.000, bạn Hoàng Đặng 500.000, bạn Huyền là 500.000. Rồi tiền này lát cất cẩn thận nha nè Nam, con cất đi nè, cầm đi ha. Đói bụng chưa? Chưa hả, lát mới ăn ha. Rồi ăn rồi lát đứa nào có chán. Hai chị em rửa. Thấy ba cha con nói chung thì sống rất là hạnh phúc nha. Một cái gia đình nhỏ, một cái bữa cơm đạm bạc của một người cha bệnh nằm một chỗ cùng với hai đứa con nhỏ thì rất là xúc động luôn. Trước tiên cũng cảm ơn chú Tâm với các ông bà cô bác mạnh quân nhà Tâm
giúp đỡ cho cha con của em có số tiền để cha con em ăn uống trang trải cuộc sống trong hàng ngày trong gia đình với thuốc men của em. Em xin cảm ơn ạ. Cũng chúc cô bác anh chị em được nhiều sức khỏe ạ. Như con có nói gì không nhỉ? Dạ con cũng cảm ơn chú Tâm với cô và cô chú ông bác đã góp tiền để giúp cha con khỏi bệnh hút chàng uống. Thì trước khi kết thúc cái video này thì mình cũng thay mặt anh Phương cũng như hai bé đây thì gửi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm đã có tấm lòng gửi đó cho anh rất là nhiều. Thì chắc có lẽ là cũng có một vài nhà hảo tâm gửi cho anh nữa nhưng mà mình chưa có tổng kết được. Thì tạm thời thì mình nhận cái số tiền là 12.500.000 thì mình sẽ trao trước cho anh. Thì nếu như sau này mà có ai mà giúp đỡ nữa thì mình sẽ qua trao tiếp cho anh nha. Thì thôi mình cũng xin dừng cái video tại đây và xin hẹn cả nhà ở một video gần nhất nha.